个个也要切磋，最有骨气，对女友教训也当唱歌，潇洒英俊，完美嘅性格变化太多，前夹卑鄙，仍会碰到了美人一个，寡佬一个，无谓下下计较咁多，边个边个，无聊找。力气去计算结果，斗手瓜，斗钱多，无实力但有火。男人规避心事，你未了解，令你心跳加快，迷失又出街。男人搞笑诱惑，又坏又怪，任你摆，任你猜，其实买力认真见爽快。Phải, con chính mắt nhìn thấy Tina mang song thai. Tụi này giống anh Minh quá ha, ba cho con giống hệt nhau vậy. Nhưng mà anh Minh là người lớn biết kiềm chế, không giống như hai đứa này, không thích ăn là nhả ra hết ha. Nhưng tôi cũng từng thấy anh Minh bỏ đồ ăn qua một bên đó. Lỡ trúng một món mà ba người đều không thích ăn, tôi chỉ biết ăn hết một mình. Trời, còn tưởng là con hổ nào đi vô nữa chứ. Ông chủ của chị đâu? Đi ra ngoài ăn cơm trưa với hai đứa lắc lư, vẫn chưa có về. Ồ, xin chào. Chị Na, xếp hồ sơ cho đẹp một chút giùm tôi đi. Tôi muốn thay đổi phong cách gian phòng trở thành khu rừng săn bắn đó. Nè, tôi không biết anh săn bắn. Ê, hụt. Thêm một lần nữa, đừng có di chuyển nha. Đứng yên đó. Có phải là anh quyết định ly hôn với Tina rồi không? Tôi không đeo nhẫn cưới nữa, anh nói đi. Anh có coi Felix là con của anh không? Tự nhiên anh hỏi như vậy. Còn phải Lady đã biết được sự thật rồi có phải vậy không? Anh trả lời tôi trước đi. Cho dù quan hệ giữa tôi và Tina có thay đổi ra sao đi nữa, Felix và Louis suốt đời này vẫn là con của tôi. Bỏ con tin xuống trước đi. Tôi nhớ lúc trước tôi có nói với anh, nếu như tôi phải nói cho Lady Lauren biết thân phận của Felix, thì người đầu tiên tôi báo chính là anh. Vậy là quyết định nói cho Lady biết sao? Lúc tôi ăn cơm với Lady Lauren, nhìn thấy Tina và Kay Doanh cùng hai đứa nhỏ, Lady Lauren phát hiện Felix có những hành động rất giống Harry lúc nhỏ. Bà ấy nghi ngờ, nhưng mà cuối cùng cũng không có chuyện gì. Nhưng lần sau chưa chắc may mắn như vậy đâu. Tốt nhất là anh nên nói với Kay Doanh kêu cổ sau này phải cẩn thận. Sao phải kêu tôi đi nói với Kay? Sao anh không tự đi nói với nó đi? Anh là anh rể của cổ mà. Từ khi tôi đòi ly hôn với Tina thì Kay coi tôi như là kẻ thù của nó gì đó. Tào Tháo gọi nè. Alo, Kay Doanh. Chuyện gì hả? Nhà có trộm. Hôm nay chị hai dẫn Felix và Louis đi chích ngừa bệnh sởi. Trong nhà đáng lẽ không còn ai. Nhưng lúc tôi về đến nhà nhìn thấy hình như trong nhà có bóng người đó. Anh mau qua đây xem thử đi. Bây giờ lập tức qua liền. Tại sao lại là tiếng của tên khốn đó chứ? Tôi nói cho anh biết, dù tôi bị người ta làm hại xong rồi giết rồi chặt ra mấy khúc băng cho chó cho heo ăn rồi đầu ta làm người được bị hại lần nữa, tôi cũng không cần anh cứu tôi. Nói chung tôi đợi anh đến solo. Tôi đang bận mà. Alo. Đó, bây giờ không phải tôi không đi cứu người, mà là người ta không chịu cho tôi cứu thôi. Nhưng nếu như anh không đi cứu người, người ta sẽ ngồi chờ anh cho tới chết đó. Có nghĩa là người ta sẽ bị hại chết tại vì anh. Hết hồn có phải không? Chuông điện thoại mới của tôi đó. Alo anh Trần. Thank you.
Solo à, anh đang ở đâu vậy? Tôi đi tới đầu xóm rồi. Còn không mau vào đây đi. Tôi bị hàng xóm của cô cản trở không vào được. Anh đang nói chị tôi sao? Chị không thể nào về sớm như vậy được. Là con bò ngoan cố giống y như cô đó. Hả? Tôi với Alan quyết định đầu hàng. Cô tự báo cảnh sát đi. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Nhưng mà cảnh sát nói phải nhìn thấy tên cướp rồi mới chịu tới xử lý. Hay là như vậy đi, anh ở đó đợi tôi. Tôi đi ra đầu sớm tìm anh. Anh khoan về nha. Nè, có phải anh không vậy? Anh nói là tôi đang đi ra rồi mà còn đi về nữa. Cái này là cô nói. Con bò này đã đứng cả ngày rồi. Tôi đã lãng phí hết nửa tiếng đồng hồ quý giá của cuộc đời tôi. Tôi quyết định rời khỏi hiện trường. Anh cho tôi chút thời gian đi. Tôi trò chuyện với nó, chứ có thể nói được mà. Tôi chỉ nói đầu cô cứng như đầu bò. Bộ cô tưởng đầu bò giả nói lại đầu bò thiệt hay sao chứ? Bò đại ca ơi, bò đại ca, mày làm ơn thông cảm một chút đi. Mày biết là nhà ta đang có trộm mà. Dù gì chúng ta cũng ở chung một xóm với nhau. Lát nữa xe cảnh sát ra vô, cản trở mày đứng đây phơi nắng vậy là không có tốt đâu, có đúng không? Tránh ra một chút đi, có được không? Được không? Đang nghĩ đó bò à, đang nghĩ đó bò ơi. Bò ơi, bò ơi, bò. Bò ơi, bò lại đây đi. Nè bò à. Trong đó chắc chắn là có nguyên nhân. Anh nói ra nghe thử xem. Trước đây tôi quen được một cô gái cũng rất là dễ thương, nhưng tính tình rất ngoan cố. Lúc đầu tôi không thích cô ấy lắm. Nhưng gần đây tôi bắt đầu có suy nghĩ khác về cổ. Có một ngày cổ nói máy tính nhà cổ bị hư rồi, nhờ tôi qua nhà sửa máy giùm cổ. Nhưng rõ ràng tôi chỉ biết sửa ống nước, mà cổ lại bắt tôi nhất định phải qua. Cho nên tôi chỉ còn cách đi qua thử. Ai ngờ khi tôi vừa bước ra cửa thì thang máy bị hư. Tôi chỉ còn cách kêu cổ tìm người khác đến sửa. Nhưng cổ nhất quyết cứng đầu, nhất định phải kêu tôi sửa. Còn đích thân đi đến nhà tôi, kéo tôi ra khỏi thang máy. Tôi kêu cổ về đi, cổ cũng không chịu. Cổ nói cổ không có tôi. Phải nói là máy vi tính không có tôi là không có được. Giây phút đó tôi cảm thấy cổ rất là tin tưởng tôi, rất cần có tôi. Cảm giác đó làm tôi rất cảm động. Tình yêu là một phép màu kỳ diệu. Nó có thể khiến chúng ta nhìn khuyết điểm của người mình yêu trở thành ưu điểm của họ. Lúc trước ghét họ bao nhiêu thì bây giờ bỗng nhiên lại yêu họ rất nhiều. Tình yêu khờ dại như vậy đó. Tôi quyết định chọn bài hát Something Stupid cho anh nghe, rất thích hợp với anh. Còn nữa, nhớ bầu cho tôi một phiếu nha. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Yeah, yeah, hay quá, hay quá. Hey, bò đại ca cũng sợ cô luôn rồi. Đúng là thần kỳ không chê vào đâu được, hay lắm. Có công mày sắc có ngày nên kim mà. Tụi con mau lái xe. Tên trộm trong nhà tôi đang đợi anh á. Then I think I'll wait until he...
solo. Trên đó có phải có trộm không vậy? Solo, có phải anh bị hắn ta bắt giữ rồi hay không hả? Hả? Sao anh lại ở đây? Tên ăn trộm đâu? Thật ra hồi nhỏ cô học trường nào vậy? Một cô giáo dạy cô gặp phải trộm không nên đi báo cảnh sát, mà phải chạy đi lấy cây móc giày đâm chết trộm rồi. Hả? Lấy cây móc này làm gì ta? Không biết nói cô khờ hay là khen cô dũng cảm nữa đây. Nếu như đã không có trộm, vậy anh đi về đi. Tụng xong kinh đuổi luôn thầy chùa. Cũng giống như luật sư cải kiện vậy. Tôi cũng quen rồi. Cho lại cái phòng chút đi nha. Hồi nãy anh ở đây. Coi số đo của cô sao? Lần này tôi khẳng định là cô khờ. Hỏi như vậy mà cũng hỏi được. Tôi nói phải thì cô tự ti. Tôi nói không phải thì cô lại thất vọng. Đi về đi, đi về đi. Đi 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 đi. Đi về đi 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 đi. Nè, tôi muốn nhắc nhở cô. Lady Lauren ký xong thỏa thuận bảo mật với cô. Nhìn thấy Phyllis, bà ấy nghi ngờ Phyllis là con của Harry. Anh nói cho bà ta biết rồi sao? Cũng may chỉ nghi ngờ chút thôi. Lady Lauren chắc cũng không còn thắc mắc nữa đâu. Nhưng mà sau này cô phải cẩn thận một chút. Nói lại thật là buồn cười. Lúc trước từng hay sợ anh sẽ đem quan hệ của tôi với Felix nói ra cho Lady Lauren biết. Ai ngờ anh chủ động nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Không phải anh thích tôi rồi chứ? Tôi nể mặt mình nên mới giấu giúp cô thôi. Được rồi, biết rồi. Không cần sợ như vậy đâu. Anh không có thích tôi đúng không? Lúc trước tôi thường hay nghi ngờ anh thích tôi. Ai ngờ chỉ là hiểu lầm thôi. Làm tôi quên muốn chết luôn. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Nói chung sau này dù anh làm gì hay nói gì chăng nữa cũng không phải là thích tôi. Được rồi chứ? Đi về đi. Đi về đi. Solo. Thật ra cái nằm của tôi ở chỗ của anh lâu như vậy, có phải anh có gì không dám nói với tôi hay không? Thần kinh, tôi có gì mà không dám nói với cô chứ? Có phải là cái nằm của tôi rách dữ quá cho nên anh ngại không dám nói với tôi không? Yên tâm đi, dạo này tôi hơi bận, sắp làm xong rồi, qua mấy ngày nữa đưa cho cô. Được, làm việc anh rồi, tới lúc đó mà anh dùng cơm. Nè, anh có sao không? Đúng là tên khờ. Sao lại như vậy? Sao lần nào mình may cái đầm này cũng bị thắt dĩ hết? Cũng đã may một tuần nay rồi, rách càng thêm rách từ lưa rồi. Làm sao dám trả lại cái đầm cho cổ đây? À chị à, tôi muốn mua một cái đầm giống y chang cái đầm này nè. Lần trước anh nói bậy, làm cho Tang Tử Quân nóng giận lên. Lần này chúng ta phải canh tiệc liên quan cấp trường, lén vào đó nói chuyện với người ta. Không phải mở tiệc sao? Tại sao học sinh vẫn còn phải mặc đồng phục đi học vậy? Tại vì năm trước học sinh ăn mặc quá lộ liễu, cho nên năm nay nhà trường quy định phải mặc đồng phục tới. Khó khăn lắm tôi mới tìm được đồng phục lúc còn học trung học. Tuy là hơi chật một chút, nhưng mà cũng may còn mặc được đó. Cô thật sự cảm thấy tôi mặc vậy có ok không? Ok. Tại sao cô không thông báo cho tôi sớm để tôi có thể đi mua một bộ đồng phục mới để mặc? Tôi chỉ mới nghe được tin này, thời gian gấp gáp quá mà.
Gấp gấp cũng đâu tới nỗi ép tôi mặc gì. Tôi đâu có biết sau khi học trung học xong anh có nhổ giò lên nữa hay không. Cô cũng nhổ mấy cái khác rồi mà. Anh nói cái gì? Tôi nói là tôi mặc như vậy nè, lát nữa không biết có gạt được ông bảo vệ để ổng cho vào không nữa. Anh chỉ cần giữ được cái vẻ mặt nghiêm trọng lúc ra tòa của anh, đạt được quan tòa là ok. Chúng ta đi thôi. Tôi là học sinh trung học. Tôi là học sinh trung học. Tôi là học sinh. Nè, dừng lại. Anh có râu kia, anh là ai vậy? Lớp Open Form 5B, học sinh Lương Nải Thạch. Anh bạn à, nếu anh muốn tham gia tiệc liên quan của học sinh, đi theo hai con đường lúc nãy là tới nhà vệ sinh liền đó, đi đi. Để ở cửa sau đó. Nè, đại sảnh ở bên kia. À, vụ này có phải là cô còn giận tôi, mượn cớ muốn trêu tôi đó phải không? Vụ này là liên quan đến chuyên môn và tương lai của Jacob. Anh có thể đừng quá xem trọng bản thân mình không? Nhiều người dữ vậy, Tài Tử Quân đã ở đâu chứ? Đâu có khó kiếm đâu, bình thường qua khôi sẽ có rất nhiều người vây quanh, thì họ mới hài lòng được. Tôi không phải là nói cô, tôi nói cô bé đó đó. Mời bà uống nước, thì bà uống đi, mời bà uống đi, mà uống đi. Uống đi, không cần đâu. Uống đi. Ê, Jacob kìa. Ý, bạn đó có phải là Jacob không? Không phải là bạn ấy không đi học nữa sao? Cẩn thận chút. Mắt không lắc được nó lại lấy cái miệng dầu mở cửa hôn cậu đó. Mau đi thôi. Anh làm gì vậy? Tôi sợ điện chỉ bị rách ra nè. Đi đi. Tại sao lại là hai người vậy? Con mặc đồng phục nữa. Tôi đã nói không muốn nhắc chuyện của Jacob rồi. Chị có chuyện muốn nói với em đây. Thật ra chị rất hiểu tâm trạng của em. Nụ hôn đầu tiên rất quan trọng với một người con gái. Một đời chỉ có một lần vô cùng quý giá. Đột nhiên bị một người mà mình không thích cưỡng ép. Cảm giác này còn đau hơn cả khi sinh con mà không cần tiêm thuốc mê. Nhưng đối với Jacob thì nhất định là đau hơn em đó. Em nghĩ đi, em chọn cách bị một người không quen biết ở ngoài đường mắng mấy câu khó nghe mà cảm thấy đau lòng, hay là chọn cách nói những lời làm tổn thương tới má của mình, sau đó thấy có lỗi mà cảm thấy đau lòng? Ý của chị là giận một người mà mình không bận tâm đến, cảm giác này sẽ qua nhanh thôi. Nhưng mà làm tổn thương một người mình rất quan tâm, em nhất định sẽ tự trách mình, sẽ hối hận. Jacob làm tổn thương người đầu tiên mà cậu ấy yêu. Cảm giác đau này suốt đời cậu ấy cũng không thể nào quên. Bây giờ ở trên thế giới này chỉ có một người có thể làm cho cậu ấy sống tốt hơn, đó chính là em. Chị rất hy vọng em suy nghĩ về điều này mà bằng lòng tha thứ cho cậu ấy. Lại là hai người tới quấy rầy con gái của tôi. Cũng may là bạn học của Tử Quân đã nói cho tôi nghe hết. Được, bây giờ tôi sẽ gọi điện đến hội sở luật sư để khiếu nại cô. Thưa bà, lần này chúng tôi tới không phải muốn quấy rầy con gái bà, mà đến đây làm khách mời biểu diễn. Cô lại muốn cởi áo nữa hả? Lần này không phải là tôi, mà là anh ấy. Jack là ca sĩ nổi tiếng vào năm 80, đã từng giành được đĩa nhạc bạch kim. Thưa bà, bộ bà có biết hay sao? Cô nói anh ta là ca sĩ bạch kim sao? Vậy thì tôi phải là siêu mẫu ném tiền xuống đất rồi. Anh nói hôm nay anh đến làm khách mời phải không? Anh còn không mau lên sân khấu hát đi. Nếu như anh hát sai một nốt nhạc nào, tôi lập tức gọi điện thoại khiếu nại anh cho anh coi. Đi thôi. Ngoan đi. Nào, cầm lấy. Cố lên.
người ta bắt đầu gọi điện thoại rồi. Mau hát đi. Hai người cũng đã vì tôi làm rất nhiều việc rồi. Tôi không muốn làm phiền hai người nữa. Tôi đã quyết định bỏ học rồi. Sự quan tâm của hai người đối với tôi suốt đời này tôi sẽ ghi nhớ. Nhưng trước khi rời khỏi, tôi muốn cho một người biết lời chân thành của tôi. Chào, cái gì đây? Mới có chuyện gì nữa? Met you by surprise. I didn't realize that my life will change forever. Saw you standing there. I didn't know I care. There was something special in the end. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dream. It seems as if it meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy. Tôi bảo đảm sau này tôi sẽ không làm phiền tới bạn nữa. Bạn có thể yên tâm. Còn về chuyện trước đây làm tổn thương bạn, thật là có lỗi. Tôi xin lỗi. Có thể nhảy với mình một bài không? Tử Quân. Má, vụ kiện này kệ đi, con quyết định không khiếu nại nữa. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how the real thing can be. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. I dream of holding you all night and holding you seat right. Chú Dạ, tâm trạng hôm nay của chú hình như rất vui. Thì đúng rồi, hôm nay giống như được quay về lúc còn đi học vậy đó. Lúc trước anh có từng mời bạn nữ nào khiêu vũ không? Lúc trước chỉ toàn là bạn học nữ mời tôi nhảy thôi à. Ôi trời ơi, cô la gì không biết nữa. Bây giờ tôi cho anh cơ hội mời tôi nhảy đó.
Cùng lắm tôi bảo đảm không dẫm trúng chân của anh. Ồ, nếu như đến lúc đó mà cô dẫm trúng chân tôi, không lẽ tôi cắn cô? Là bí mật này cho anh biết đây. À, lúc trước á, chưa từng có bạn trai nào mà tôi nhảy chung đâu. Chà. Ôi trời. Ôi trời. Tôi xin lỗi nghe. Có gì đâu kỳ lạ chứ. Những đứa con trai giống như anh vậy đó, sợ bị dẫm chân cho nên không dám lên tiếng. Cô nói thật đó hả? Ồ, nếu như không phải lúc nãy nghe được cô nói với Tử Quân những lời nói đó đó hả, tôi cũng không biết là cô lại có những suy nghĩ về tình yêu sâu sắc như vậy đó. Anh nói như vậy tức là khẳng định lúc trước anh cảm thấy tôi rất hời hợt rồi phải không? Ồ, thôi tôi không nói nữa. Càng nói càng sai đúng không? Mắc công lát cô giận tôi. Cô làm cái gì vậy? Kêu anh mời tôi ra nhảy đó. Cô đừng có chọc tôi nữa, tôi nhảy không có nổi đâu. Không phải anh muốn có một tình yêu sâu sắc mãnh liệt sao? Trời ơi, cô buông tôi ra đi. Không buông. Chủ nhiệm huấn luyện, nhìn tôi. Tôi cho anh thời gian một bài hát. Anh không qua tìm tôi thì sau này cũng đừng có tìm tôi nữa. You can make it right. You can shoot me straight to the top. Give me love and take all I got to give. Baby, I'm tough. Too much is not enough. No, I can ride your heart till it breaks. Soon I got what it takes. I'm gonna live forever. I'm gonna learn how to fly. I feel it coming together. People will see me and cry. I'm gonna make it to heaven. Ông chú đáng ghét. Xin lỗi nghe, tôi cảm thấy nếu như muốn mời phụ nữ khiêu vũ thì nhất định phải có một bó hoa mới được. Cho nên dù cho tôi có mạo hiểm chui vào bụi cây thì cũng phải hái một bó hoa cho cô. Hy vọng là cô đừng ngại, mà ngược lại còn thích. You better shape up, 'cause I need a hand. And my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true. Nothing left for me to do. You're the one that I want. Honey, the one that I want. Tại sao không nhìn thấy thời trang biểu diễn của lão Phật gia gì? Tại sao rõ ràng tôi có tiền có mặt mà còn phải ngồi ở đây xem hồ sơ? Tại sao tôi lại thê thảm tới như vậy? Elsa, sao rồi? Ở đây có hai tập hồ sơ cần cô ký tên. Tại sao chứ?
Tại vì có liên quan đến vụ kiện của Hoàng Thu Cúc cho nên cần cô ký. Tất cả là cũng tại bà thím họ của anh đó. Từ khi nhận vụ kiện của thím ấy cho đến giờ em không có ngày nào được yên. À, anh có đem bánh kem phô mai mà em thích ăn nhất. Ăn xong bảo đảm tâm trạng sẽ tốt lại thôi. Em không có chỗ để ăn. Lấy sắp hồ sơ này ra được rồi. Đây nè. Bánh kem phô mai. Khó ăn quá à. Tại sao anh không tới Italian Potato mua vậy? Thì mua ở đó chứ mua ở đâu. Không thể nào. Trời ơi, là như vậy nè. Bà bầu đang mang thai á, khẩu vị sẽ bị thay đổi hết. Là vì ảnh hưởng từ đứa bé đó. Phải. Hèn chi có người nói cản trở phiền phức. Thì ra đang mang thai baby, chuyện gì cũng không được làm. Không được, em phải lập tức gọi điện cho thím họ của anh, phải hủy bỏ vụ kiện này mới được. Đúng rồi. Ê, em sao sao vậy? Nè, có phải cái bụng không khỏe không? Nè, nè, sao không vậy? Không gọi nữa, không gọi nữa. Đứa con này, trời ơi, sao mà thích chống đối với tôi quá vậy nè. Cô đừng có nói bậy nha. Sau này đứa nhỏ đó ích kỷ đó. Nó ích kỷ. Nếu không phải nó ảnh hưởng tâm trạng của tôi, việc gì tôi phải tiếp nhận vụ kiện này. Mỗi lần tôi đi mua sắm nó đều ở đây quậy phá tôi. Tôi phải coi hết đống hồ sơ này thì mới có được những ngày sống tốt. Ê. Hai cho con anh á, không biết có phải thông đồng nhau ép tôi nhận vụ kiện này không nữa. Nè nè, vợ à, đừng giận nữa mà vợ yêu. Em thích ăn cái gì anh lập tức đi mua về cho em ăn. Em muốn ăn cái gì bây hả? Bây giờ em muốn ăn. Đau quá. Bên không có thể bắt đầu hỏi. Thưa ngài chủ tọa. Trời ơi, có thằng lớn tiếng kêu không? Trời ơi. Thưa ngài chủ tọa, có thể đề nghị luật sư bên khống giảm nhỏ tiếng của mình được không? Tại vì vợ của tôi, tức là luật sư Chung, đang mang thai, không chịu được kích động. Công tố viên, xin anh lưu ý âm lượng giọng nói của mình. Được, thưa chủ tọa. Con của chúng ta nhỏ như vậy mà được lên tòa án nghe. Elsa, em thật là may mắn. Vậy tức là không có lòng tin đối với em rồi. Anh Dương kính tổ, hôm xảy ra vụ án bị cáo tới nhà tìm anh, rốt cuộc là vì chuyện gì? Bữa đó đó cô ta đến là muốn lấy tiền trợ cấp. Nhưng mà lúc đó tôi đang rất bận, tôi nói qua mấy ngày nữa mới đưa cho cô ta, kêu cô ta về. Sau khi cô ta đi về thì tôi phát hiện điện thoại của tôi không thấy đâu hết đó. Cô ta có nói với tôi là cô ta không có tiền ăn cơm, tiền thuê nhà và tiền học phí của đứa con gái. Cho nên tôi dám chắc chắn rằng cô ta đã lấy cắp điện thoại của tôi mà đem đi bán rồi. Thưa ngài chủ tọa, tôi không có câu hỏi nào nữa. Luật sư bên miệng, cô có thể bắt đầu hỏi rồi. Tôi không muốn hỏi gì hết. Tại sao em không hỏi chú họ của anh? Hỏi chú ấy có chính mắt nhìn thấy thím họ của anh lấy cắp điện thoại không? Con của anh đá em đau quá, còn hỏi cái gì nữa không chứ? Phải hỏi cho kỹ chú họ của anh không có đâu. Thưa chủ tọa. Chuyện gì? Luật sư Chung đột nhiên bị đau bụng, phải đi khám bác sĩ. Bên viện xin phép giờ ngày thẩm xét. Mình không phản đối. Đau quá. Đã kêu anh đừng có lớn tiếng rồi mà, làm đứa con trong bụng vợ tôi. Lần sau anh làm luật sư bên viện đi nha. Tạm hoãn phiên tòa, đợi tin của tòa án. Hả? Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi đã ký tên. Chỉ còn chữ ký của anh thôi. Cuối cùng em chịu ly hôn với anh rồi sao? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Cảm ơn. Tôi tự do rồi, tôi tự do rồi. Cuối cùng cũng được tự do rồi. Chào. Xin chào. Chào. Xin chào. Em làm cái gì vậy? Sao em lại ở đây? Đến đi làm. Ai mướn em vậy? Anh. Anh mướn em từ hồi nào? Sáng nay anh đã ký hợp đồng thuê người. Là anh thuê tôi đến Thịnh Lam làm luật sư dịch vụ, có hiệu quả kể từ ngày hôm nay. À,
làm cái gì vậy? Đây, bỏ tôi xuống, làm cái gì vậy? Nè, mấy anh buông tay ra, làm cái gì vậy? Mấy làm cái gì kỳ vậy? Nè, anh đúng là thần kinh quá mà. Rõ ràng anh đã chuẩn bị ly hôn với cổ, hả? Mà còn kêu cổ đến Thịnh Lam làm việc. Vậy tức là tự mình đào cái hố, tự mình nhảy vô đó, đợi chúng tôi chôn anh luôn anh mới chịu, đúng không? Lúc đó tôi tưởng là Tina suy nghĩ kỹ rồi, chịu ly hôn với tôi. Tôi đương nhiên ký tên liền rồi, đâu cần có gian xảo như vậy chứ. Anh cũng là ông chủ của Thịnh Lam mà, anh có quyền từ chối mà. Anh có thể lên tiếng không cho Tina ở lại, kiếm bao giờ kia cổ ra ngoài. Trời ơi, anh đúng là điên thiệt rồi. Nếu như tôi làm vậy á thì nhất định sẽ bị người ta nói tôi ăn hiếp phụ nữ, sau này làm sao có thể ra ngoài quen bạn gái. Gì? Anh có hôn đi rồi, còn muốn đi quen cô gái cái khác nữa sao? Không được hả? Tôi gọi điện thoại báo cho cô biết. Kinh. Muốn đến cuối cùng cũng sẽ đến, tránh cũng tránh không được. Tina quyết định gia nhập vào Thịnh Lam, cái này là sự thật. Chúng ta phải dũng cảm đối mặt, như vậy mới gọi là hiện thực. Ừ, nói đúng lắm. Vậy tôi điều anh đi đối mặt nha. 10 năm nay Tina không hề đụng đến sách pháp luật, còn muốn tái xuất giang hồ nhất định phải cần có người chỉ dẫn. Còn tôi đã lỡ nhận một đệ tử quá tuổi rồi. Tôi muốn nói cho anh nghe ý của tôi là tôi sẽ chọn đối mặt với hiện thực rằng tôi là một người không có nghĩa khí. Anh em tốt. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của Tina. Nhưng mà Elsa đang mang thai, vợ của tôi còn lo chưa xong. Tôi không có thời gian sức lực đi lo cho vợ người khác đâu. Tôi chỉ có thể rất lấy làm tiếc, xin chia buồn cùng với anh. Chà, cái thứ này cũng nặng quá ta. Cũng đẹp quá ha. Mua ở đâu vậy ta? Anh không cần phải năn nỉ tôi. Mắc mới gì tôi phải năn nỉ anh chứ? Anh dám hôn vợ của tôi, có phải là nên làm chút gì coi như bồi thường không? Ê, nghe nói là vợ của anh á đã cưỡng hôn tôi à nghe. Cổ uống quá nhiều, mê sắc đẹp của tôi, nhưng sau đó còn chiếm cả cơ thể của tôi. Lúc tôi nói anh nghe, anh nói là không ngại mà. Bây giờ anh dám uy hiếp tôi, thần kinh. Tôi không ngại vì tôi rộng lượng đó. Không có nghĩa là anh không cần chịu trách nhiệm. Tôi mặc kệ. Nói chung anh phải chịu trách nhiệm về chuyện mà mình đã làm. Nói xong rồi. Ê, ê, thật kinh. Ở đây mới là văn phòng làm việc của anh nè. Thật ra trên đời này ngoài làm luật sư ra đó, còn có rất nhiều việc để làm. Nhưng luật sư là chuyên môn của tôi. Nhưng mà đã 10 năm rồi cô không có đọc sách về pháp luật rồi. Thì bây giờ tôi đọc. Cô có thể lấy sách về nấu ăn. Sách pháp luật. Sách nấu ăn. Sách pháp luật. Sách nấu ăn. Sách nấu sách ăn. Pháp luật. Đúng. Nè, Tina, thật ra đó, cô đã giúp cho Minh quản lý gia đình rất có nề có nếp. Tiền bạc thì lại dư giả đúng không? Cuộc sống thì hạnh phúc, vui vẻ đúng không? Hơn nữa thì cô còn... Đủ rồi, không cần phải dụ tôi nữa. Tóm lại tôi đã hạ quyết tâm sẽ làm một luật sư tài giỏi. Tóm lại làm luật sư có cái gì tốt đâu. Vậy có gì không tốt? Cô làm thì không tốt đó. 10 năm trước đó, cô đã không được rồi, cô nhớ không? Vụ kiện đó là sự nghiệp ca hát của tôi, là tác phẩm của cô. 10 năm sau, tôi làm gì dám kêu cô đi giúp cho người khác. Trên TV cũng có nói, chỉ sai một lần, cũng nên cho thêm một cơ hội mà. Nè, bỏ qua năng lực của cô không nói đi. Bây giờ cô với Minh đang làm đơn ly hôn, cô còn ở lại Thịnh Lam sớm muộn cũng gặp mặt nhau. Cô không có cảm thấy ngại sao? Không thấy ngại. Nhưng mà Minh thì có đó. Cô không quan tâm cảm giác của anh ấy sao? Anh có thấy mỗi ngày anh ta đi làm mặc đồ y như lên sàn catwalk không? Anh ta sẽ quan tâm người ta nghĩ anh ta như thế nào sao? Chà, tôi thật sự không muốn ly hôn với anh Minh đâu. Cho dù Minh đơn phương đề nghị ly hôn với tôi thì cũng phải ly thân 2 năm. Dùng thời gian 2 năm này tôi có thể níu kéo trái tim của ảnh. Tôi biết sau khi tôi lấy anh Minh, tôi đã làm bà nội trợ suốt 10 năm. Bạn bè cũng không còn ai, chỉ còn một mình Gina. Nói toàn là ở đâu mua đồ rẻ và cách chăm con. Tôi hoàn toàn cách xa xã hội này, cho nên càng phải về Thịnh Lam. Tôi phải bước vào xã hội, mở rộng tầm nhìn của tôi. Tôi phải đi cùng đường với anh ấy. Chà, tôi biết tôi về Thịnh Lam có thể sẽ gây cho anh nhiều phiền phức. Nhưng mà vì gia đình của mình, tôi không được lựa chọn nữa. Cầu xin anh giúp tôi đi. Cầu xin anh. Ê, thôi được, cô
hãy để tôi suy nghĩ. Cô đi ra trước đi. Sắp đến buổi biểu diễn từ thiện rồi, nghe nói có những ca khúc bản quyền vẫn chưa bàn bạc xong. Tại vì là làm việc từ thiện cho nên mọi người cũng không có làm khó gì. Nhưng mà nếu như quá phiền phức thì không nên miễn cưỡng. Chương trình đó dự định cần bao nhiêu tiền, nói cho Flora nghe là được. Tôi sẽ theo dõi. Thật ra lần này có sự quyên góp của Lady, hội từ thiện có thể tăng thêm 5 tổ khu từ thiện rồi. Tôi thay mặt mọi người cảm ơn sự giúp đỡ của Lady. Luật sư Nghiêm không cần khách sáo. Sư phụ, Lady Lauren, chào đi các con. Ngoan. Cô là mẹ thật rồi sao? Đương nhiên không phải. Đây là hai đứa con song sinh của chị tôi. Tôi với Lady Lauren còn có chuyện phải bàn. Sau này tôi hẹn cô nói chuyện sau. Được mà, chúng tôi đi về trước. Tạm biệt nha. Luật sư Nghiêm à, chuyện của chúng ta cũng gần xong rồi. Nếu như anh muốn nói chuyện với đệ tử của anh thì đừng ngại nha. Nói là đệ tử chứ cô ta chỉ theo tôi thực tập có 2 năm thôi, lấy giấy phép không lâu thì bỏ đi rồi. Lúc đó hình như đang mang thai nên mới bỏ đi. Cho nên lúc nãy tôi nhìn thấy cô ta dắt theo 2 đứa trẻ nên tôi mới hỏi cô ta có phải làm mẹ rồi, có phải không. Tại sao lúc đó ai cũng nghi ngờ cô ta mang thai vậy? Lúc đó cô ta thường hay ủ mửa, hỏi cô ta thì ngập ngừng không nói ra, hỏi thêm 2 câu thì cô ta từ chức không làm luôn. Nhất định là bị người ta làm mang thai, sau đó bị bỏ rơi rồi. Trẻ đó rất có thể là con của Henry. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.